Kính chào quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay chúng ta có rất nhiều tin nóng bỏng. Trước hết là về câu chuyện của một người phụ nữ Tàu. Cách đây 2 năm, quý vị còn nhớ vào ngày 30 tháng 3 năm 2019, hơn 2 năm rưỡi, có một phụ nữ Tàu tên là Jing Yang, 35 tuổi. Bà ta đi lang thang ở trong cái khách sạn Mar-a-Lago, là cái vùng của ông Donald Trump cư ngụ ở Florida. Khi nhân viên an ninh hỏi thì bà ta nói rằng bà ta đi lạc đường. Rồi một lần khác người ta hỏi thì bà ta nói rằng muốn đến để mà làm bạn với gia đình Donald Trump. Và khi mà lục soát trong con người của bà thì tìm được 4 cái cell phone, 4 cái điện thoại di động, rồi có cả một cái laptop computer, rồi có thêm mấy cái USB, và trong đó có chứa nhiều tin tức không bình thường và nhà chức trách không có tiết lộ là loại tin tức gì. Cho nên người phụ nữ đã bị bắt, bị giam và sau đó cho ra tòa. Thì lúc ra tòa vào tháng 10 thì bà ta khai rằng là bà ta không phải là gián điệp, mà bà ta chỉ là một người từ đại lục bên Tàu qua bên Mỹ và thích vô để mà làm bạn với lại ông Trump và gia đình. Một câu chuyện nó không có đầu đuôi thích hợp, cho nên bà ta cuối cùng bị nhốt. Từ đó cho đến bây giờ bà ta mới được thả ra vài ngày hôm qua sau gần 2 năm tù. Và cái lý do của Tòa Bạch Cung thả thì cái chuyện này cũng dễ hiểu thôi. Cũng như là Mạnh Quản Chu, giám đốc tài chính của công ty Huawei, bị nhốt trong lúc mà Tập Cận Bình đang ngồi ăn cơm với ông Donald Trump vào ngày 1 tháng 12 năm 2018. Thì Mạnh Quản Chu đi từ bên Thượng Hải đến Canada và đổi tàu bay từ Canada về Mexico thì bị nhân viên an ninh phi trường bắt và cho biết là đó là lệnh của Hoa Kỳ, vì Huawei đã làm ăn rửa tiền và đi lại cái đường lối của quốc tế trừng phạt Iran. Là vì Mạnh Quản Chu đã lập ra 3 công ty giả để mua đồ hàng hóa của Mỹ, những cái thứ mà Iran cần, từ vấn đề quân sự như là những cái phụ tùng tàu bay, xe tăng, thiết giáp trước kia mua của Mỹ và bị phong tỏa kinh tế cho nên không được mua để thay thế tàu bay Nam U. Chính Mạnh Quản Chu của Tàu Cộng đã cứu vớt cho Iran, cho nên bà ta bị nhốt. Đáng lẽ năm nay tháng 10 này phải dẫn độ về Hoa Kỳ, nhưng mà với cái sự lãnh đạo hành chính mới của Tòa Bạch Cung thì bà ta đã được thả. Rồi đến hôm nay lại đến lượt cái bà giả là doanh nhân nhưng mà hóa ra là có những hoạt động bí mật. Nếu bà ta là người doanh nhân thường không phải đi vào trong cái khu mà cấm, nhưng Mar-a-Lago đi ở phía ngoài không sao, nhưng mà đi về cái phía của Tổng thống gia đình ở không được vào nếu không có phép. Nhưng mà cuối cùng Tập Cận Bình ra lệnh cho Tòa Bạch Cung Mỹ thả Mạnh Quản Chu, thì hôm nay cũng ra lệnh cho Tòa Bạch Cung thả luôn cái bà Jing Yang 35 tuổi này. Và lấy cớ là không phải là vô tội, cũng không phải là mãn hạn tù, lấy cớ là dịch bệnh cho nên phải thả ra, cũng như là nước Mỹ thả rất nhiều những người tội phạm giết người, hiếp dâm, lấy cớ là tội phạm. Cho nên đây là một cái câu chuyện để chúng ta thấy rằng Tập Cận Bình rất có giá trong lúc này đối với chính phủ của Hoa Kỳ. Rồi chúng ta lại có một bản tin nữa. Cho nên bây giờ rất nhiều người nghĩ rằng là
Nga nó sẽ yểm trợ cho tàu cộng để đánh Hoa Kỳ. Nhưng mà theo lời phân tích của nhà bình luận của tờ Vision Time là ông Alexander Hoss, ông ta cho biết rằng là đối với tàu và Nga không bao giờ đi chung một đường lối, giống như là một cặp vợ chồng đồng sàng nhưng mà dị mộng, chồng quay vào tường, vợ quay ra ngoài đường. Lý do là vì Nga với tàu cộng đã từng đánh nhau ngay từ thời còn là Cộng sản Liên Xô cũ. Nga và tàu còn tranh chấp những cái vùng đảo ở bên vùng Bắc, giống như là Nhật Bản với lại vùng đảo của Liên Xô cũ. Và Nga phản đối tàu cộng trong cái vấn đề Biển Đông trước kia. Và đến giờ này khi mà Nga được hỏi ý kiến về vấn đề tranh chấp Biển Đông của tàu cộng, tàu cộng yêu cầu Nga để mở binh vực, nhưng mà Nga bảo không, cái vấn đề tàu cộng và Biển Đông tôi không có ý kiến. Đấy là một cái sự bằng chứng mà chính phủ Nga đưa ra các thông báo đảng. Vì vậy cho nên chúng ta thấy có rất nhiều điều Nga và tàu cộng không bao giờ đứng chung một chiến tuyến để mà đánh lại Mỹ hay là NATO. Thêm vào đó một cái vấn đề tôi đã nói với quý vị lâu, da trắng họ bênh nhau, họ không bao giờ đi theo da vàng mũi tẹt này mà giết da trắng đâu. Vì vậy cho nên là với một cái tên gọi là cựu đô đốc hải quân James Verisi của Hoa Kỳ tuyên bố rằng có thể tàu cộng sẽ đánh với Mỹ vào năm 2023 hay là 2024, đó là một cái chuyện gọi là rủi bu. Cái tên đô đốc này đã được ăn tiền của tàu cộng để mà làm cái loa cho tàu cộng để loe thiên hạ. Cái tên đô đốc hải quân này về hưu rồi, nói rằng là hiện thời tàu cộng nó đang có trên 300 chiến thuyền, đến năm 2023 nó có thể có đến 500 chiến thuyền. Bây giờ nó sản xuất hàng loạt, Mỹ sản xuất không kịp. Cái điều đó chúng ta dễ hiểu, hàng của Mỹ không phải là hàng của tàu cộng. Tàu cộng nó gọi là ăn sổi ở thì, nó đi ăn cắp được cái câu nào, ăn cắp được cái ý nào, ăn cắp được cái vấn đề nào của hải quân Mỹ, nó đem về nó áp dụng. Bằng chứng là bây giờ nó còn đem theo tính ra mở, nó xây những, nó chế tạo những cái hàng không mẫu hạm. Cái tên đô đốc này còn nói thêm một câu rằng tàu cộng bây giờ nó mạnh đến cái độ nó phải làm giả những cái hàng không mẫu hạm của Hoa Kỳ để rồi nó tấn công là mục tiêu. Đấy là một trò hề. Tại sao gọi là một trò hề? Vẽ ra một cái hàng không mẫu hạm hay là xây một cái hàng không mẫu hạm bằng sắt không có nghĩa là tàu cộng có thể tiêu diệt được hàng không mẫu hạm của Mỹ. Quý vị cũng biết rằng là một chiếc hàng không mẫu hạm nó không có đi đơn độc một mình, nó phải có 50-60 chiến hạm đi theo. Chiến hạm, tuần dương hạm, khu trục hạm, diệt lôi hạm, cộng thêm hàng chục cái tàu ngầm ở dưới đáy biển. Và trên hàng không mẫu hạm thì nó có đến hàng trăm cái phi cơ. Mà cái loại phi cơ của Mỹ thì quý vị không cần bàn. Tổng thống Donald Trump đã từng nói không có đối thủ. Và ông Philip Harrison, cựu tư lệnh Eco Pacific, tuyên bố rằng ít nhất 30 đến 50 năm nữa tàu cộng mới có thể theo kịp hải quân của Mỹ ngày hôm nay. Thì hỏi quý vị, như vậy làm sao mà có thể tấn công được Hoa Kỳ ở trên Biển Đông, chứ chưa nói đến vấn đề Guam hay Cali. Đó là chưa nói đến vấn đề tàu cộng đang phản đối Nga bán những cái loại hỏa tiễn S-400 cho Ấn Độ, đã từng bán cho Thổ Nhĩ Kỳ, bây giờ bán cho Ấn Độ. Mà quý vị biết rằng cái dàn hỏa tiễn S-400 của Nga chưa phải là loại tốt tân. Cái loại tốt tân mới bây giờ là S-500. Mà chỉ với cái loại 400 là Nga bán cho Ấn Độ là đủ sức để mà đối phó với tàu cộng. Thế thì tàu cộng đánh làm sao? Đối với Ấn Độ còn chưa nổi.
và Tàu Cộng lên án Nga là cung cấp võ khí để cho Ấn Độ đánh lại Tàu Cộng. Nga nói chuyện dễ hiểu. Từ lâu nay chúng tôi đã vẫn có những cái thỏa ước về vấn đề chiến lược. Không phải hôm nay chúng tôi mới ký, mà chúng tôi có từ lâu rồi. Nga dằn mặt cả Mỹ luôn. Bởi vì Mỹ, Tòa Bạch Cung còn muốn đưa ra cái tư tưởng là để mà trừng phạt kinh tế đối với Ấn Độ vì đã mua hàng của kẻ thù của Hoa Kỳ. Giấy tờ vẫn là kẻ thù vì đó là Liên Xô cũ. Ấn Độ nói một câu dễ hiểu: chúng tôi có những cái thỏa ước về chiến lược từ lâu nay giữa Liên Xô và Ấn Độ. Thì bây giờ Nga cũng vẫn tiếp tục con đường đó. Chúng tôi không có vi phạm cái gì cả. Và quý vị biết rằng là cái vấn đề bán có 5 dàn hỏa tiễn S-400 cho bên Ấn Độ, Nga đã thu về 5 tỷ rưỡi đô la. Rồi nếu quý vị bảo ô tại sao chứ Nga với Tàu Cộng là bạn bè mà đi chơi cái trò đâm sau lưng, chuyện nhỏ. Nga đang cần đô la. Bây giờ hỏa tiễn S-400 là có loại cũ cho vào nhà kho, bây giờ Ấn Độ muốn mua đem ra bán rẻ cũng được 5 tỷ đô la. Cách đây 8 tháng bán cho Thổ Nhĩ Kỳ. Mà quý vị hay nhất là Thổ Nhĩ Kỳ là một trong những thành viên của khối NATO nhé. Thổ Nhĩ Kỳ lãnh đạo bởi ông Tổng thống Erdogan là một quốc gia Hồi giáo duy nhất nằm trong khối NATO của Hoa Kỳ. Nga bán hỏa tiễn S-400 cho Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ cũng hòa. Bởi với cái chính phủ của Mỹ bây giờ là nó yếu ớt và nó hèn nhát. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng cái cuộc cờ thế giới, Nga không bao giờ đi với Tàu, nhưng mà Nga lại hợp tác với Ấn Độ để mà đánh Tàu. Cái đó mới là cái điều mà thiên hạ không ngờ đến. Bằng chứng bây giờ là Nga đã bán những cái hỏa tiễn S-400 tối tân cho bên Ấn Độ để đập Tập Cận Bình. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin tạm dừng vài phút, sau đó chúng ta tiếp tục phần 2. Xin cảm ơn quý vị.